Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, liền kề địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Nơi đây có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế biển, rừng, nông nghiệp, khoáng sản, dịch vụ du lịch và năng lượng. Khí hậu và thổ nhưỡng ở Bình Thuận rất phù hợp với cây thanh long. Cho đến nay, nơi này được coi là thủ phủ trồng thanh long của cả nước. Thương hiệu thanh long ở đây đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa là tài sản quốc gia và đã được 12 quốc gia chấp thuận bảo hộ. Với diện tích trên 27.000 ha, sản lượng hàng năm trên 600.000 tấn, Bình Thuận là nơi giao dịch thanh long lớn nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Năm nay, Bình Thuận tập trung củng cố những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Đông Bắc Á, châu Âu. Ngoài ra, tập trung tăng cường xúc tiến thương mại, các thị trường tại Úc, New Zealand, một số quốc gia khu vực Trung Đông và các nước đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam nhằm mở thêm thị trường mới cho việc xuất khẩu thanh long. Đối với tỉnh thì có một cái chương trình là tiêu thụ, xúc tiến tiêu thụ cái sản phẩm thanh long. Thanh long là cái sản phẩm là lợi thế của Bình Thuận với cái sản lượng rất là nhiều, cho nên là cái việc mà tiêu thụ này rất là quan trọng, tỉnh rất là quan tâm. Đối với cái sản lượng thanh long của Bình Thuận thì nó khá là lớn như thế, nhưng mà hiện nay là đều tiêu thụ hết, và cái giá cả trong những cái năm gần đây thì nó khá là ổn định. Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất nước, đây là một trở ngại cho việc phát triển ngành nông nghiệp, song lại là tiềm năng lớn cho việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020, Bình Thuận sẽ phát triển lắp đặt 700 MW điện gió, tương ứng lượng điện sản xuất ra trong năm khoảng 7,5 tỷ kWh. Tính đến thời điểm này, Bình Thuận có 19 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 12 dự án đã cấp chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án điện mặt trời với quy mô công suất lớn được tỉnh Bình Thuận quy hoạch phát triển và đang trình Bộ Công Thương phê duyệt. Tổng thể mà nói thì Bình Thuận vẫn còn là một cái tỉnh khó khăn về phát triển các cái lĩnh vực, đặc biệt là cái công nghiệp thương mại dịch vụ, nông nghiệp cũng còn nữa, còn rất là khó khăn. Cũng xác định những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực mà cần phải tập trung. Bộ Chính trị là xác định là ở Bình Thuận là sẽ xây dựng một cái trung tâm năng lượng quốc gia. Tất nhiên là có nhiều các cái nhà máy điện như là thủy điện, các cái năng lượng tái tạo. Trên cơ sở tính toán và xác định những cái lợi thế của tỉnh á, thì đối với tỉnh thì cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp. Các dự án điện khí ở Sơn Mỹ, điện gió ở Tuy Phong, Phú Quý và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm 5 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 6.224 MW đang đi vào hoạt động là điểm nhấn trong phát triển ngành công nghiệp năng lượng của tỉnh. Trong đó, nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 là một trong số các dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất 1.240 MW. Vào mùa khô đã giảm sản lượng điện truyền tải từ Bắc vào Nam, góp phần đưa ngành điện lên tầm cao mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đưa dự án Vĩnh Tân 1 vào là cũng rất là đáp ứng kịp thời cái yêu cầu của hệ thống điện. Đến thời điểm này thì qua làm việc với các bên liên quan, ví dụ như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương, thì các bên đều đánh giá là đã góp phần giải quyết ngay lập tức cái nguồn điện cung cấp cho hệ thống kịp thời và phát điện, không chỉ giải quyết cái vấn đề là cung cấp điện tại miền Nam Việt Nam trong cái mùa khô, sẽ là góp phần là đảm bảo cái an ninh năng lượng cũng như đảm bảo cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam. Để khai thác tiềm năng trong thời gian tới, từ sản xuất tới thị trường tiêu thụ trong các ngành nghề và lĩnh vực thế mạnh, trong định hướng giai đoạn 2021-2030, Bình Thuận tiếp tục vẫn lấy các ngành nghề thế mạnh làm chủ đạo. Song song với đó là triển khai công tác quảng bá hỗ trợ thương hiệu đối với sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp. Và để khai thác có hiệu quả những tiềm năng lợi thế của địa phương, Bình Thuận tăng cường liên kết hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế quốc tế nhằm củng cố thị trường truyền thống và xuất khẩu.